trái tim biển xanh, sông xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Lá
quê. Cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng, mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Em biết mặt anh một chiều bên thềm, giọng hò em đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèm. Ai hát ngoài ao chừng ngồi giặt áo, giọng hò em quá mẹ em ngỡ ai giúp mận vào lao. Anh cuộc vườn sau mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung. Xuyên đôi ta nên vợ thành châu, một túp lều cháy, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Chỉ lập biên và trời gió sao áo bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo, nhìn dáng tình đặng sơn keo, núi cao giọt mồ hôi đẹp má mặt môi. Dăm miếng chèo cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều cháy, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu khó chi lập biên và trời. Bác Lê Dũng, công viên Họ Nhà Trai, bác Lê Dũng sân khấu và sẽ có và lời.
để xin phép vào trong nhà để được lễ nhiệt tiên cùng với cô dâu và chú rể trong buổi lễ hội trở về trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cụ, các bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại, bạn bè của cháu Phương, trước khi vào làm công tác chuẩn bị để làm lễ thành hôn cho các cháu buổi chiều ngay và buổi sáng ngày mai, cho phép đoàn nhà trai chúng tôi được lên thắp hương gia tiên. Xin mời cho phép gia đình họ nhà trai được lên thắp hương gia tiên. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin mời cô dâu chú rể và đại diện cho nhà trai nhà gái tức là lên chứng kiến. Xin cảm ơn. Bây giờ còn nước còn non, vâng, thì Tư Phương và Mạnh Tuyền vẫn không viện tròn bên nhau. Cho Tư Phương, cô dâu mới tới buổi ban sớm, trái của Loan cứ rể mới trễ từ hôm qua. Xin kính mời quý khách gần xa, sơ chợ uống nước cho hoạt động đà thủy chung. Vô chung bốn họ tám bên, cô dâu chú rể lên duyên tháng ngày. Ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Sánh với nhau sẽ lâu đài hạnh phúc, hướng với nhau theo nhịp đập của con tim. Kính thưa toàn thể hội hôn, trải qua một thời gian tìm hiểu với chín mùi của cô dâu và chú rể, được sự đồng ý của chính quyền địa phương cũng như được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự hợp tình của đôi bạn trẻ. Vâng, hôm nay làm lễ vu quy cho cô dâu và chú rể Tô Phương và Mạnh Tuyền. Dạ vâng, trong những phút long trọng, ban tổ chức trân trọng tuyên bố buổi lễ hội chiều nay của cô dâu và chú rể Tô Phương và Mạnh Tuyền chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, quý vị, chúng ta vừa chứng kiến những dàn pháo hoa đã nổi lên bầu trời chúc phúc cho cô dâu và chú rể Tô Phương và Mạnh Tuyền trong buổi lễ hội chiều nay. Và ngay sau đây thì xin mời hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của buổi lễ hội chiều nay sẽ đứng lên để ra mắt toàn thể hội hôn trong buổi chiều nay. Xin chào, kính mời. Và xin mời quý vị, chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc phúc cho hai bạn trong buổi lễ hội chiều nay ạ. Vậy là em về mỗi chúc thêm xanh cho mai tiến thắm bên giò phòng lan. Em về thì cơm ngon, canh ngon, mẹ cha tên một làng dâu thảo hiền. Và đôi ta như vắng đóng thuyền, trăm năm hạnh phúc trọn đời kỷ chung. Dạ vâng, trong những phút long trọng, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho các bên họ nhà gái và một bác đại diện cho các bên họ nhà trai. Hai bác lên sân khấu cùng một lúc và sẽ có đôi lời phát biểu tổ tục trong buổi lễ hội chiều nay. Xin trân trọng kính mời hai bác. Mời hai bác sẽ bắt tay nhau thân mật trong tình trong gia trong buổi lễ hội chiều nay. Dạ vâng, để bắt đầu cho chương trình lễ hội thì trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho các bên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu Thu Vương và Thanh Tuyền, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi được sự đồng ý của tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình và sự nhất trí của chính quyền địa phương hai thị Tham Nam Sách và Thanh Hà, hôm nay gia đình họ nhà trai có tổ chức lễ, gia đình nhà trai có tổ chức sắm lễ ăn hỏi và lễ xin cưới buổi chiều ngày hôm nay, đã đến họ nhà gái và đã được họ nhà gái tiếp nhận thắp hương tổ tiên. Và chúng tôi đại diện họ nhà trai cũng rất là cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà cái.
trong những lúc mà đoàn trước khi bước xe vào trong hội trường, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ công, các bà, các cô về hoàn thành trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa xin chúc toàn thể các cụ công, các bà, cô dì, chú bác mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu của Quang Ngọc, của đại diện của bên họ nhà trai. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng được nhận lời đại diện của bên họ nhà gái. Rộng mời. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Phương, đại diện cho họ nhà gái. Bắt dự ở lễ ăn hỏi hôm nay nhà gái của chúng tôi gồm có các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác của cháu. Chúng tôi cũng chấp thuận để cho hai cháu tiến tới hôn nhân. Kể từ giờ phút này, hai cháu là dâu là rể của hai gia đình. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng hai cháu hạnh phúc trăm năm. Chúng tôi cũng nhận ít lễ quà của bậc nhà trai. Chúng tôi cũng chấp thuận cho hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời các bác xuống dưới hình để thực hiện những dấu tặng hoa của cô dâu và chú rể trong buổi lễ hội chiều nay. Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa chứng kiến những thủ tục lễ nghi của cô dâu và chú rể Tô Phương và Mạnh Tuyền trong buổi lễ hội chiều nay đã thành công và tốt đẹp. Ngay sau đây thì để trở lại cho trang văn nghệ chúc phúc cho hai bạn, thì xin chào kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cũng tự nhiên bên đi nước đi trà và hãy mang những lời ca tiếng hát hay nhất của mình để giao lưu chương trình đàn và hát dân ca chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ hội chiều nay với những bản tình ca lồng lan và tình ái hát mãi lời tình yêu. Và để bắt đầu chương trình trang văn nghệ thì ngay sau đây Minh Bến xin gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Ngày Xuân Vui Cưới, chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Bài hát tức là để động viên cho các cháu. Vâng, sau đây là bài hát đi tìm câu hát lý thương nhau. Thank you.
là ngày mai đúng 11 giờ 5 phút là Họa Nhà Trai chúng tôi sẽ lên đường về để đi đón cô dâu. Và một lần nữa cũng xin mời tất cả các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên sẽ đưa cháu Vũ Phương về Cẩm Trễ Thanh Hà để làm lễ thành hôn cho các cháu. Và cái giờ đến cũng đã đến, bây giờ đã là cái thời gian cho phép, thì xin phép Họa Nhà Gái cho đoàn chúng tôi trở về Họa Nhà Trai để tiếp tục lo công việc buổi chiều và buổi tối ngày và sáng mai cho các cháu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã vừa trải qua chương trình chúc tuần của mọi người hôm nay. Hết trong hôm nay và quý vị xin chân thành cảm ơn và tất cả. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Bằng duyên bằng
bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Túp lều lý tưởng đó, túp lều lý tưởng đó, túp lều lý tưởng của mình. Chén rượu này
là cô giáo cùng ly ta rôm rèn. Cái riêng ly này chú chúc cần làng, cái thêm ly này bắt chút giao dài nhân. Tôi chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần.
sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong
chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội bông, ngày đôi thuốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn đông đội tông, này đôi thuốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cánh xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù rể. Còn trong chờ bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non đứa bên vừng xuôi. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ hết, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, hay màu yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cánh xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù rể. Còn trong chờ bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non đứa bên vừng xuôi. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dâng ngút ngàn, em lo gì thời gian. Đã trông giống xin điều, cô dâu thì là giống xin điều ngày xưa. Hai người ánh mắt đọc đưa, nhìn nhau say đắm mà say sưa tình lòng. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, chồng thuận cô dâu mới thêm buổi ban sứ, trái cây loan cô rể mới chảy từ hôm qua. Xin kính mời cô khách gần xa, sơi chậu nước cho đậm đà thủy chung. À vâng, trải qua một thời gian tìm hiểu đã chính nguồn của hai bạn, được sự đồng ý của hai bên chính quyền địa phương, cũng như được sự nhất trí của hai bên gia đình và là sự đặt tên của đôi bạn trẻ. Hôm nay làm lễ cúc chân mới cho hai bạn. Dạ vâng, trong những phút lòng trọng, con phải giúp trân trọng tuyên bố buổi lễ vô quy cho cô dâu và chú rể Thu Phương và Mai Tuyền chính thức được bắt đầu. Đằng tháng hoa đang nổi trên bầu trời hạnh phúc của cô dâu và chú rể Thu Phương và Mai Tuyền trong buổi chiều ngày hôm nay. Lên sân khấu để ra mắt toàn thể hội hôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta hướng lên sân khấu và nhìn hai nhân vật chính trong một chuyện tình yêu. Chúng ta nhìn cô dâu quá xinh không ạ? Một tràng hoa tay có được không ạ? Vâng, chú rể cũng làm thêm một tràng hoa tay nữa. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cô dâu cũng xinh và chú rể cũng đẹp trai. Ngay sau đây thì trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho cái bên họ nhà gái và một bác đại diện cho cái bên họ nhà trai. Hai bác lên sân khấu một lúc và bắt tay nhau thân mật trong tình thân gia, có đôi lời phát biểu trong buổi lễ vô quy trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Thì tận dung tính và thế này hình ảnh rất là nhất cho cô dâu và chú rể của lễ vô quy cho ngày nay. Để vâng, để bắt đầu chương trình cho buổi lễ vô quy thì trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho viên họ nhà trai, bác sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bác. Vâng, trước hết cho phép tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại gần xa, bạn bè của cháu Thu Hương. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai tổ chức đón cô dâu về để làm lễ thành hôn.
tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đúng là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông lên phương nội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng qua được xa, một ngày không đến được anh sẽ đi 3-4 ngày. Vâng, xin cảm ơn toàn thể gia đình họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi rất là niềm nở thay mặt gia đình. Và đúng 12 giờ kém 5 phút, xin mời tất cả các cụ, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của cháu Thu Phương sẽ đưa cháu về Thanh Hà để làm lễ thành hôn cho các cháu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng và giới thiệu kính mời ban đại diện cho các viên họ nhà gái cũng sẽ có đôi lời. Kính thưa quan thuyền này họ, được sự cho phép của các cụ, được sự ủy quyền của ông bà bác, tôi là bác của cháu Phương, đại diện cho họ nhà gái, xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể nội ngoại và bạn bè nam nữ của hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của hai gia đình ông bà Bắc và ông bà Thuần cũng như chính quyền địa phương đồng ý cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Kể từ hôm nay, cháu Phương ở nhà chúng tôi là dâu hiền của ông bà Thuần, còn cháu Tuyền của gia đình là dâu là rể của gia đình chúng tôi. Thay mặt họ nhà gái, tôi xin mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn uống nước ăn trầu mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Để các bà cũng yêu trái cao xanh thì bắt đầu các cụ xin bắt đầu mừng hai bạn hùng dương có cho dân thắng tiền này họ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà nội và bà ngoại của cô dâu cũng sẽ có món quà lên trao cho hai con trong ngày đại lễ này. Trân trọng kính mời hai bà nội và bà ngoại sẽ lên sân khấu ạ. Cô dâu và chú rể xin chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý nhất mà hai bà đã trao cho hai con. Vâng, món quà tuy nhỏ nhưng đã dành rất là nhiều tình cảm và ý nghĩa trong ngày đại lễ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn hai bà và xin thay mặt người làm chương trình xin được chúc cho hai bà sống luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính chúc cho cô dâu và chú rể sống trong năm hạnh phúc và đầu tình nghĩa phù thế. Và chúc cho toàn thể quý hương chúng ta luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Tiền bạc của trước vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau chu đầu vào kết sắt. Cô dâu và chú rể, Thu Phương và Mạnh Thuyền trong buổi lễ vui trên ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể, luôn thân mến và điểm đầu cho trang văn nghệ chúc phúc cho hai bạn thì ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tới toàn thể luôn một ca khúc được mang tên Đám Cưới Trên Đồng Quê. Chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Tôi mong mây tháng áo rơi đầy đường. Đèn trăng
treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi. Em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi. Em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa. Chính thức đưa con thần mình của mình đến bến bờ hạnh phúc và
rất vinh dự cho anh em đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhạc cưới Thành Đông, trở về từ Cổ Phốc, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương, được tới chung vui cũng như được làm nhịp cầu nối tình yêu của đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây không phải để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thay mặt cho những người làm chương trình, tôi xin phép được trân trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn chú rể Mạnh Tuyền Sánh Dương cùng cô dâu Thu Phương xin phép chính thức được bắt đầu. Đón dâu hiền và để có một ngày vui hạnh phúc như ngày hôm nay thì không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha và làm mẹ. Và ngay giờ phút long trọng này đây, cho phép những người làm chương trình trân trọng được kính mời lên sân khấu với sự hiện diện của một bác đại diện đến từ phía gia đình họ nhà gái, cũng như một sự hiện diện của một vị đại diện phía gia đình họ nhà trai sẽ cùng trở lên lễ đài tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng ra mắt tới toàn thể quý vị toàn khách quý, cũng như có đôi lời chào dâu và nhận rể, cũng như cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời tiện của hai bác đại diện đến từ phía hai bên gia đình mà những người làm chương trình chúng tôi thường gọi đó là bộ trưởng bộ ngoại giao giữa hai bên gia đình. Và trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt cùng chào đón sự hiện diện của bác bộ trưởng bộ ngoại giao. Và ngay sau đây, những người làm chương trình trân trọng được kính mời tới lời phát biểu cũng như sẽ được dành tình cảm với bác đại diện đến từ phía gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên này ạ, được sự chúc phép của các cụ, được sự ủy quyền của ông bà bác, tôi thay mặt họ nhà gái xin chúc sức khỏe các cụ, công các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể nội ngoại và bạn bè của hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Phương và Cháu Tuyền và được sự hôn nhân của bố mẹ hai bên, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của ông bà Bắc và ông bà Thuần cũng như chính quyền của hai địa phương cho phép hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Kể từ hôm nay, ngày lành tháng tốt, hai gia đình nó hạnh phúc cho hai cháu. Tôi đại diện cho hai nhà gái xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô rồi chú bác mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn với những lời phát biểu hết sức văn ngọc của bác đại diện đến từ phía gia đình họ nhà gái. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là trai vui thì gái cũng mừng, mà hôm nay nhà gái thì tưng bừng hân hoan. Và kể từ ngày hôm nay thì phía gia đình họ nhà gái chúng ta đã có thêm một chàng rể quý, phải không ạ? Và ngay sau đây, để đáp lời với những lời vàng ngọc của bác đại diện đến từ phía gia đình họ nhà gái, trân trọng được kính mời là phát biểu của bác đại diện phía gia đình họ nhà trai. Trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu đã về hỗ trợ để dự lễ thành hôn cho cháu Mạnh Tuyền và Thu Phương của chồng ở đây. Đúng là tôi lại nhắc một câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng vượt qua, yêu nhau chẳng quãng đường xa, một ngày không đến được anh sẽ đi 3-4 ngày. Đúng là hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai làm lễ thành hôn cho hai cháu được mọi người quan tâm đến chung vui. Thay mặt gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và cũng bắt đầu từ hôm nay là gia đình chúng tôi được thêm một thành viên dâu mới, và cũng trao rể cho họ nhà gái. Từ nay gia đình họ nhà gái có thêm một chàng rể mới. Cuối cùng xin chúc toàn thể mọi người có mặt tại hội trường hôm nay sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn một lần nữa, trân trọng được cảm ơn với những lời phát biểu hết sức vàng ngọc của hai bác đại diện đến từ phía hai bên gia đình. Và ngay giờ phút này đây, trân trọng được kính mời hai bác sẽ cùng bước lên phía trước một bước, cùng bắt tay nhau trong tình cảm thông gia, để những nhà nhiếp ảnh gia có thể ghi lại tấm hình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và một chào có tay thật lâu nhiên nữa cùng chúc mừng. Và trân trọng được kính mời hai bác sẽ cùng là, vâng ạ, ôm nhau một cái thật chặt được không ạ? Vâng, trân trọng được cảm ơn hai bác rất nhiều, và trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiếp tục quay trở lại bàn danh dự, cùng tiếp tục sự tiệc cướp tiệc trà và cùng chung vui với buổi đại lễ thành hôn của hai con hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay.
Và kính thưa tất cả quý vị, tạm chia tay với những lời phát biểu hết sức vàng ngọc của hai bác đại diện đến từ phía hai bên gia đình. Ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt thân thương của mình lên sân khấu, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô dâu và chú rể, cũng như sẽ cùng chứng kiến với những nghi thức, những thủ tục quan trọng nhất mà cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện ngay sau đây. Và với nghi thức đầu tiên, trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tiến qua phía bên tay phải của hôn trường cưới, cùng đến với nghi thức rót rượu champagne. Trân trọng kính mời. Cảm ơn kính thưa tất cả quý vị, và đến với nghi thức này, trân trọng được kính mời chú rể Mạnh Tuyền sẽ cùng khui nắp chai rượu champagne đầu tiên. Chúng ta một tràng pháo tay thật lâu như thế nữa để cùng chúc mừng.
rể Mạnh Tuyền Giang ạ. Không biết chú rể có sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà những người làm chương trình sẽ đưa ra ngay sau đây không ạ? Sẵn sàng. Vâng ạ, xin hỏi chú rể rằng ngày đầu khi mới quen cô dâu, cảm nhận của chú rể rằng cô dâu nặng chừng bao nhiêu cân? Cảm nhận của chú rể đi ạ. À, chú rể cứ trả lời nếu khoảng thôi, không cần phải chính xác ạ. Là 4 năm. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách cũng như những người làm chương trình chứng kiến cô dâu Thu Phương của chúng ta nặng chừng khoảng 45 cân. Ngày hôm nay chú rể Mạnh Tuyền được tặng với một món quà trị giá 45 cân. Quà này thì biết rửa bát cất sân, khi ăn thì biết phần đến mẹ cha. Quà này thì thủy mị nếp na, lông mày lá liễu nước da trắng hồng. Quà này thì thắt đáy lưng ong, chắc chắn rằng sẽ rất giỏi chiều chồng và khéo nuôi con phải không ạ? Và ngày hôm nay được tặng với một món quà trị giá lớn như vậy, xin hỏi cảm nhận của chú rể có sướng không ạ? Sướng không lại cứ nhìn xem cô dâu. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị ạ, ngày hôm nay có lẽ rằng đông đảo quý vị khán giả cho nên chú rể của chúng ta có hơi e dè một chút phải không ạ? Còn những ngày trước thì chú rể liên tục gọi điện trên Facebook và Zalo cho những người làm chương trình. Vâng ạ, nói rằng ngày hôm em tổ chức lễ cưới thì kiểu gì anh chị cũng phải thu xếp cho vợ chồng em hôn nhau một cái ạ. Bởi vì từ bé đến giờ chưa được hôn ai cả. Nếu như quý vị mà đồng ý, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và ngay sau đây để đến được với nụ hôn này, chắc chồng kính mời cô dâu sẽ cùng quay một góc 35 độ 7 về phía chú rể. Chú rể quay một góc 37 độ 5 về phía cô dâu. Đôi này chắc chắn là đã hôn nhau nhiều lần rồi, chú rể cứ giả vờ. Vâng, yêu cầu hai tay cô dâu đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, và với bản đăng ký của chú rể có gửi về cho ban tổ chức trong buổi chiều tối ngày hôm qua, thì chú rể của chúng ta muốn thực hiện theo rất nhiều các kiểu hôn. Kiểu hôn thứ nhất, lộc cộc như công lông leo dốc, lốc cốc như gà mổ ngô, lô xô như bồ cạo, lạo xạo như cạo dâu. À, không biết cô dâu muốn hôn theo kiểu gì ạ? Vâng, kiểu gì cũng được phải không ạ? À, và ngay sau đây những người làm chương trình sẽ đếm từ 3 cho đến 1. Câu 1 sẽ là câu chốt hạ, lúc đấy chú rể biết mình phải làm gì rồi chưa? Và yêu cầu tất cả các em nhỏ dưới 16 tuổi sẽ nhắm mắt lại hoặc ngoảnh mặt đi để tránh tình trạng phê. Và xin mời quý vị chúng ta hãy đếm thật lớn cùng ban tổ chức được không ạ? Xin hỏi quý vị khán giả sẵn sàng chưa? Câu dâu chú rể sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời! Rất phê phải không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, kính chuyển lời của chú rể Mạnh Tuyền trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì đúng 8 giờ tối ngày hôm nay, chú rể của chúng ta sẽ không tiếp khách nữa, mà chú rể sẽ đưa cô dâu lên phòng để dặn cho cô dâu biết rằng những nếp sống văn minh lịch sự tại quê nhà. Một là chú rể dặn nhớ, hai là chú rể dặn thương, ba là chú rể dặn cho tới khi nào chân giường gãy một còn ba, anh về nhắn nhủ mẹ cha, chồng em đã yêu em đấy nào phải không ạ? Một lần nữa cho chồng được cảm ơn với những tràng pháo tay hết sức nồng nhiệt của toàn thể quý vị đã cùng dành tặng chúc mừng ngày phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, quay trở lại với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước hết những người làm chương trình, chân chồng được kính mời lên sân khấu với những quà hết sức ý nghĩa đến từ phía đại gia đình. Và với món quà đầu tiên, chân chồng kính mời món quà song thân phụ mẫu chú rể Mạnh Tuyền sẽ cùng trở lên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, chân chồng được kính mời người cha người mẹ thân sinh ra chú rể Mạnh Tuyền sẽ cùng trở lên sân khấu, cùng có những món quà dành tặng chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Lo từng canh hơ, bây giờ bắt tiểu hoa sâu, để cho mái tóc trên đầu anh xanh. Và một lần nữa, chân chồng kính mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây, chân chồng được kính mời cô dâu ạ, sẽ cùng ôm người mẹ thân yêu một cái thật chặt. Vâng ạ, như ôm mẹ đẻ của mình ạ, để cùng thắt chặt tình mẫu tử kể từ đây ạ. Vâng ạ, và lần nữa, chân chồng được cảm ơn rất nhiều. Và chân chồng được kính mời mẹ sẽ cùng tiếp tục quay trở lại bàn danh dự trong buổi trưa ngày hôm nay. À dạ vâng, và ngay sau đây thì những người làm chương trình xin được phỏng vấn với cô dâu Thu Phương một chút thôi ạ. À, xin hỏi cô dâu rằng là bây giờ nhẫn thì cũng được trao rồi, quà thì cũng được nhận rất nhiều rồi. À, hôn thì cũng không qua hôn rồi. À, xin hỏi cô dâu còn là muốn gì nữa không ạ? Có gì để tối chứ sao? Vâng ạ, cô dâu của chúng ta trả lời rằng để tối thưa quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây thì những người làm chương trình chắc chắn được kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng trở về được tặng tiệc trà tiệc nước và cùng mời chào mấy nước hội hôn trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng tỏ lòng biết ơn của mình tới toàn thể quý vị con khách quý đã cùng mất chút thời gian và ngọc tới chung vui với buổi đại lễ thành hôn. Và chân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng đi tới được bàn trà bàn nước trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân trọng được kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng dành tặng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu của bà chú rể và những ca khúc hay nhất của mình trân trọng được kính mời. Và trước khi đến với ca khúc của bác thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, cùng chào đón sự hiện diện cũng như cùng chúc mừng cho ca khúc của bác được thành công hơn nữa. Em cho anh nghe nhiều dân ca của thời tiền tổ quốc. Thank you.
và chú rể. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì những người làm chương trình chắc chắn được kính mời và giới thiệu lên sân khấu với giọng hát của nữ ca sĩ Tiểu Ly với một sáng tác Giận Mà Thương. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức và đón nghe ca khúc này. Hôm nay xung họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trong năm.
hôm nay tứ hải giao tình, tiết giảm vấn đề nhân sinh một nhà và trải qua 40 phút tổng thật trực tiếp bởi đại lễ thành hôn, chú rể mạnh tiền sánh duyên cùng cô dâu thu vương đến nay thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được thay lời cho đại gia đình cũng như đỡ lời cho chú rể mạnh tiền xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hiện diện cao quý của toàn thể quý phụ và bà cũng như toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay đã cùng trở về đây cùng chung vui với niềm hạnh phúc cũng như cùng chúc mừng cho buổi đại lễ thành hôn của đứa trẻ. Và xin chúc quý vị ra về có một tâm hồn thoải mái, thư thái. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Xa tương tư từ bao lâu chôn giấu em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi thấy không con tim anh nói rất cần em cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa và một thời gian sau em sẽ là cô dâu dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em sát môi em lại đây anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi thấy không còn tim anh nói rất cần em ơi cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa và một thời gian sau em sẽ là cô dâu dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn
tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu, dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình